tình yêu Tổ quốc. Cờ đỏ sao vàng, tự hào đất nước Việt Nam. 78 năm sống mãi hào khí mùa thu lịch sử. Mốc son chói lọi không thể nào quên. Lời hứa của tôi đối với bác rất là thiêng liêng, cho nên vì vậy dầu giá mấy cũng phải làm, coi như tập trung suốt cuộc đời của mình để dễ 79 dân dương của bác. Thời khắc lịch sử ngày 2 tháng 9, nhớ về người, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của người mãi là tấm gương sáng ngời cho lớp lớp các thế hệ người Việt Nam tiếp nối noi theo. Bản lĩnh và tự hào. Việt Nam trong tim mỗi chúng ta.